Xin chào các bạn. Thì như cái video trước đã mình quay lại cái cảnh mà mình đi hái cái cây lá cây cóc á các bạn, dây cóc á. Thì hôm nay mình sẽ phơi nó đã héo rồi, phơi nó tương đối héo lại nha các bạn. Phơi héo được 50%. Thì bây giờ mình sẽ ngâm nó hang. Thì có người thì người ta sẽ bào cái vỏ của dây cóc á các bạn, bào bào ra hết. Rồi người ta sẽ ngâm. Tuy nhiên thì cái ở đây này có phần nhớt á, nó nhớt lắm với lại làm rất là cực. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cách mình ngâm để mình ủ cái bình này ha. Thì cái dây cóc á các bạn, với các bạn phơi khoảng 50% xong rồi các bạn sẽ được như thế này ha. Với các bạn cắt sọc, cắt cái khúc nó như thế này, miễn sao mà các bạn bỏ vô vừa cái bình á. Rồi có người thì người ta phun lại các bạn, dây cóc mà nhỏ nhỏ người ta phun lại như thế này nè. Đó, ta cuốn lại như thế này, người ta bỏ vô cho nó đẹp á các bạn, tạo thành dòng xoắn ốc đó. Để mình lấy gần miếng nữa đó. Thì nói chung là mình sẽ ngâm với cái bình 2 lít cộng, đây là lít rượu trắng á các bạn, rượu trên 40 độ đốt cháy được luôn á. Đây là rượu gạo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái vô cái bình, rồi cho cái gì cốc á các bạn vô cái bình ha. Đó, các bạn xếp làm sao mà cái thứ nhất là nó vừa hết cái dây cốc, rồi các bạn làm sao mà có thẩm mỹ tí cho nó đẹp, cái bình rượu mình nó đẹp ha. Thì tỷ lệ ngâm thì nói chung là nếu các bạn ngâm mật độ mà dây cốc nó nhiều thì rượu thì ít, nhưng mà dây cốc thì nhiều thì cái nồng độ rượu á, nó hòa tan á, nó sẽ đậm đặc hơn. Còn nếu mà rượu nhiều, dây cốc ít thì nồng độ sẽ loãng ha các bạn. Nên nếu mà các bạn cảm thấy mà các bạn uống rượu mà nếu mà uống cái ly ít á, thì tỷ lệ nồng độ rượu nó cao thì mình úp ít lại chứ không có gì hết à. Đó. Các bạn xếp làm sao mà cảm thấy nó đẹp nha các bạn, làm sao có thẩm mỹ một tí ha. Các bạn khi mà các bạn phơi cho nó héo lại á, thì nó sẽ lượng nước trong cái dây cốc nó giảm, thì khi đó mình ngâm á, thì nó cái rượu nó sẽ hòa tan nó nhanh hơn nha các bạn, hòa tan các chất ở trong cái trong dây cốc ra ha. Nói chung là rượu là dung môi á các bạn, dung môi, nên khi mà các bạn ngâm cái gì cũng vậy thì nó sẽ hòa tan được các chất ở trong trong cái cây ra, hoặc là con vật. Đó là dung môi mà các bạn. Rồi các bạn xếp làm sao mà cảm thấy thẩm mỹ nó cho nó đẹp ấy, thì được rồi. Đó, xếp chặt vô nha các bạn. Cái này thì nói chung là có những vùng khác ấy, người ta gọi là dây kiến ninh đó các bạn, dây kiến ninh, dây hàng thông, dây hàng thông đó các bạn. Thì tuy nhiên cái chỗ mình thì gọi là dây cóc, tại vì có một cái giống cái dây cóc đó, con cóc đó, nên gọi là dây cóc ha. À, bây giờ mình sẽ cho cái rượu nhất vô ha các bạn. Rượu này là đốt cháy luôn á. Cái dây cóc này người ta chiết xuất để mà làm cái thuốc trị sốt rét rồi các bạn. Đổ ra ngoài luôn. Ê, rồi xong. Thì sau khi mà mình đổ rượu vô thì mình sẽ đậy nắp kín lại nha các bạn, để trong vòng 1 tháng. Thì khi đó cái rượu nó ra màu đẹp với lại nó rào hòa tan được các chất rồi, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Đây chỉ là video phần 2 thôi. Video phần 1 thì mình đi đào bứt dây này, còn đây là video phần 2 mình ngâm ha. Còn video phần 3 thì mình sẽ quay lại cái màu thực tế, cũng như là mình uống thử cái rượu này xem thế nào nha bạn, các bạn xem ngon không ha. Rồi hẹn lại gặp lại các bạn ở video tiếp theo về cái rượu dây cốc này ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn.